Ngày hôm nay mình sẽ tiết lộ cho các bạn biết được một sự thật về mình mà từ trước tới giờ mình không hề chia sẻ cho các bạn biết. Thì thực ra công việc chính của mình đang làm á là không phải là công việc này đâu, mà cái công việc chính mà mình đang làm á đó chính là cái công việc... Đợi mình tí, có điện thoại các bạn. Thiệt, ai gọi đây? Hello, Ajinomoto. Dạ sao ạ? Dạ đúng rồi ạ, shipper trai đẹp xin nghe. Sao anh? Anh muốn đặt hàng hả? Dạ, dạ để em coi cái đã, đợi em tí. Trời ơi, giờ này gần 3 giờ sáng rồi mà kêu em đặt hàng thì có phải khó cho em quá không anh? Dạ? Anh trả thêm tiền hả? Không không, anh đừng nói vậy. Em làm vì đam mê thôi, chứ tiền bạc gì tầm này anh. Dạ sao? Dạ vậy thôi bây giờ nè. Anh đọc rồi anh gọi là đặt hàng rồi anh để địa chỉ cho em. Rồi em gọi là đi giao cho anh luôn nha. Rồi, giao lẹ về ngủ sớm nha. 4 sáng ngủ được rồi. Rồi. Rồi em tới liền, rồi ok. Đó, các bạn biết rồi đó. Công việc chính của mình đó chính là anh shipper may mắn. Và thực sự mình làm vì đam mê thôi các bạn ơi. 3 giờ sáng mà mình còn đi ship hàng cho người ta mà. Thôi, bây giờ chúng ta cùng nhau đi ship hàng cho người lạ nha các bạn. Let's go. Rồi, bây giờ là các bạn cùng mình đi giao hàng cho khách nha. Thử cùng nhau đi giao hàng cho khách 3 giờ đêm coi có gì vui không. Thì cái ông khách này á, ông đặt tưởng nhiều lắm. Ông đặt có một cái bánh hamburger à, mà hả, ông kêu mình ship 3 giờ sáng. Mà may mắn là cửa hàng của mình á còn làm việc nha các bạn, còn đèn nè. Rồi thôi bây giờ là mình đi xe đạp nha các bạn, cho nó gọi là hả, tập thể dục luôn. À, tập thể dục lúc 3 giờ sáng nghe hơi ảo nhưng mà là thật đấy. Trời rất là tối và trên đường thì chắc chắn là không có người nào rồi. Mà sao cái xe này nó chạy khó dữ vậy trời? Chạy mình lủi vô lề đâm cái đường vậy? Chạy bình thường có nào? Rồi bây giờ thì mình đang trên cái con đường đó, đang gọi là hả, đạp xe trên con đường lúc 3 giờ sáng xem coi là có gì ha, vui vui không. À, đi từ từ thôi, chạy nhanh dữ. Go, đi nó nào. Ôi các bạn ơi, ê có người kia, ai vậy? À, chú Sáu Báo. Chào, con chào chú Sáu Báo nha. Trời ơi, gặp người quen các bạn à, mừng ghê. À, các bạn cũng thắc mắc là cái tại sao gọi là cái chú đó kêu là chú Sáu Báo đúng không? Chắc là các bạn tưởng chú đó là hổ báo lắm đúng không? Không phải. Tại vì hồi nhỏ á, chú đi bán báo các bạn, cho nên là người ta kêu chú là chú Sáu Báo chứ không phải là chú hổ báo gì đâu. Rồi bây giờ mình tiếp tục trên cái con đường cuộc hành trình đi giao hàng cho ship cho người ta coi. À đây hamburger đó bạn ơi. Ê, cái gì vậy? Xe ai đổ ngoài đường đây? Ủa? Ai mà dục xe ngoài giữa đường vậy nè? Ủa mà khoan, Sao cái xe giống xe mình vậy? Xe màu đỏ. Xe kia cũng màu đỏ. Giống nhau các bạn. Chắc là ai đi mua xe giống mình rồi. Trời ơi, dục xe giữa đường vậy nè. Thôi mình lo mình ship giao hàng cho người ta xong đi rồi mình đi về nữa bạn. Không có được la cà. Trời tối rồi la cà cái gì nữa. Ôi, chỗ này không có đèn đường. Chỗ này không có đèn đường các bạn ơi. Khó nhìn quá. Ê, có người đi xe đạp kìa. Ủa đâu rồi? Ủa mới thấy có người nào đi xe đạp luôn bạn. Định chào người ta mà người ta chạy mất tiêu rồi. Thôi bây giờ mình đi tiếp thôi. Đó thì... Ủa gì á? Islay Ice. Ủa gì đây? Trễ rồi, ta nên về nhà thôi. Ủa? Mình đang đi giao hàng mà trễ vậy? Chắc là đang giao hàng, đau bụng quá quay về các bạn ơi. Thôi đi tiếp nào. Mình nghĩ là vậy thôi chứ tại sao mình có đau bụng gì đâu. Mình đang đi bình thường mà. Thôi kệ nó, chắc là mình đang... Chắc nãy giờ mình đang mơ. À, rồi thôi đi tiếp nào. Để xem coi là hả, đi tới đâu rồi ta. Mình không có cầm theo điện thoại nữa mới buồn chứ. Ở đây có một cái biển gì nè các bạn ơi. Một cái giường hả, chắc là bệnh viện. Rồi bây giờ mình đi vuốt tóc lại cho đẹp trai nè. Mình gọi là shipper trai đẹp nha. Có gì các bạn muốn ship hàng hay gì kêu mình nha. Ui, có bù nhìn nè các bạn ơi, thấy không? Bù nhìn kìa, trăng tròn quá. Let's go, đi nhanh lên nào. Let's go. Hiện tại bây giờ á, là các bạn có thể thấy là tụi mình đang gọi là... À không, mình đang đi giao hàng. Thì đèn đường thì vẫn còn. Trời thì lúc này cũng gọi là tầm 3 giờ sáng rồi các bạn ơi. Đó, nghĩ sao mà đi giao hàng giờ này thì nói chung là cũng hơi sợ ma đó. Nhưng mà không sao, mình thì nói chung là mình cũng hơi sợ thôi chứ không có sợ lắm. À, lại gặp chú Sáu Báo nữa. Chú Sáu Báo ơi, chú ơi. Sao mặt mình muốn đi mất tiêu ta? Chắc là ông đang gọi là có chuyện buồn các bạn à. Thôi được rồi, chúng ta đi tiếp nào. Nói chung là hả, mấy người ta lớn tuổi rồi người ta không có ngủ được các bạn. Cho nên là tối người ta đi vòng vòng ngoài đường vậy đó. Cho nên là không có gì đâu. Rồi, chúng ta đi tiếp nào. Trời nó đang khá là... Nữa kìa.
Ủa cái xe đạp này hồi nãy nằm ở đây sao chưa ai dọn hả? Ê có cà chua nữa các bạn. Ê khoan từ từ, quẹo. Có cà chua nữa nè. Ê hình như có dấu chân. Ê coi nhìn lan sau lưng có ai không? Không có ai hết các bạn ơi. Có dấu chân nè. Hình như là có một cái vụ gì đó xảy ra tại đây nè. Tai nạn hả? Để mình đi theo dấu chân coi. Ê dấu chân hết rồi. Ê có người kìa. Ê mình vừa thấy một cái bà nào mặc cái bộ đồ trắng xả tóc đi ngoài đường. Ui, dừng lại. Các bạn có biết không, bình thường mà các bạn đi ngoài đường mà các bạn gặp một giờ khuya nha, mà các bạn gặp một người mà gọi là phụ nữ đi, mặc nguyên bộ đồ trắng nè, tóc dài xả xuống, các bạn dám đi không? Bình tĩnh lại, chắc là nằm mơ, chắc là mình nhìn lầm, rồi được rồi. Đây là xe lửa. Ui, ghê quá. Chỗ này không có đèn đường các bạn, cho nên là nhìn không có rõ. Gì vậy? Hả? Sao mình quay trở lại vô này rồi? Lại tiếp tục, các bạn nhìn kỹ cái dòng chữ này nha. Lại tiếp tục là đã trễ rồi, đi về nhà thôi. Có khi nào đây là một cảnh báo gì cho mình không? Kêu mình là đừng nên đi tiếp mà hãy về nhà đi. Nhưng mà mình là một người shipper có tâm, làm vì đam mê, cho nên là mình phải giao cho người ta. Cái bánh burger của người ta các bạn nhìn nó ướt hết luôn kìa. Cái sốt các bạn nó dính vô cái này rồi. Ê, sao tắt đèn hết rồi? Giờ sao? Đầu mình thấy ớn rồi đó. Mình không biết là có nên nói cái suy nghĩ đang ở trong đầu của mình cho các bạn biết không. Mình nghĩ nha, là đang có một cái thế lực nào đó dắt mình đi, chứ không phải là mình tự đi các bạn. Ghê quá. Giờ đèn cũng tắt hết rồi. Thôi mình đi tiếp đi. Thôi dù sao mình cũng đang gọi là người làm việc phải có tâm. Phải có tâm mới làm việc được các bạn à. Người ta mới gọi là yêu thích mình. Phải nói là khá là lạnh các bạn. Thật sự rất lạnh luôn. Rồi bây giờ mình đang cố gắng, mình đang đi trên con đường. Lại tiếp tục là mình đang lại đi tiếp con đường này nữa. Con đường hồi nãy mà mình đang đi nè. Tự nhiên mình đang đi mình trở về các bạn. Rồi để xem coi tình hình như thế nào. Vẫn như cũ bạn ơi, không có gì lạ hết á. Rồi mình nghĩ mình không biết là cái đoạn này mình có gặp lại chú Sáu Báo không nữa. Chú Sáu Báo là cái chú hồi nãy đi xe hơi á đó. Chú bán báo nha, chú phải là chú hổ báo nha các bạn. Rồi đi xem coi. Trời ơi sao xe này nó chạy khó quá. Từ từ thôi, chạy nhanh quá tôi điều khiển có được đâu. Khúc này không có đèn các bạn. À đây có đèn rồi nè. Kìa gì chú bị sao vậy? Đi lẹ, trời ơi cái gì vậy? Tự nhiên ông đang đi, ông bị cái gì mà ông làm hay ghê các bạn ơi. Thôi lẹ, chạy lẹ đi. Sau lưng có ai không? Không có ai hết bạn ơi. Nhanh. Không đùa được đâu, cái này không đùa được đâu. Thiệt tình đi đâu. Cà chua nhiều hơn hồi nãy nữa. Né luôn cho rồi đi. Ê Có khi nào cái vụ này xảy ra là do chú Sáu Báo không trời? Ông đi xe hơi đó. Hồi không biết các bạn ơi, đi tiếp đi coi như thế nào. Rồi, từ, đường này nó đang khá là tối, mình không dám nhảy nhanh tại vì không có đèn đường các bạn ơi. Trời ơi. Ê có xe kìa. Ui, có người trên kia kìa. Hello, mừng quá. Nãy giờ đi mới có người gọi là đi các bạn. Nhìn sau lưng coi. Xe lửa đang qua, mình phải dừng lại các bạn, đâu mình đâu có đi được đâu. Mình đi tới coi như thế nào. Wow. Giờ mình mới thấy rõ cái xe này các bạn ơi. Cái xe lửa này nó nhìn nó cũng cũ. Ông Bà Là Xù. Đừng lên đây. Đừng. Chúng ta đang lại rồi mình bạn ơi, đừng lên đây. Đừng. Rồi. Trên xe lửa toàn là bàn tay dính cà chua không ạ? À? Thôi! Chạy! Đừng! Chạy lẹ! Chuỗi thanh niên này đánh nhau với ma luôn! Không ma thật luôn các bạn! Đó là ma các bạn ơi! Cái bà áo trắng hồi nãy! Thanh niên này đánh nhau với ma luôn! Ông ma Canada thật đấy! Ôi! Chạy lẹ! Ui! Tôi đi giao đồ ăn thôi mà làm gì hù tôi dữ vậy? Biết ngay mà, đi trời tối thế nào trước sau gì cũng bị gọi bị hù mà.
né ra, làm ơn đi, làm ơn đi. Thiệt khổ quá đi mà. Ê, trời ơi, bò dắt luôn kìa. Trời ơi, nó bò dắt luôn mới ghê chứ. Đứng là đã đủ sợ rồi còn bò nữa. Lẹ lên. Trời ơi, sao cây ngã tùm lum vậy. Ui, kìa. Hên quá. Ê, lũi. Trời ơi, lo nhìn đường mà chạy. Xếp tí lũi vô bụi cây rồi. Nhìn lên. Né cây ra. Nhanh lên nào, làm ơn đi, please. Đừng mà cái bà này, bà sao bà hù hoa vậy? Chạy lẹ lên làm gì vậy? Ôi, vậy sao tôi thôi? Cũng vậy luôn bạn ơi, này nó chỉ lật ngược cái dòng chữ này thôi. Nó kêu mình là trễ giờ rồi, về nhà đi. Cái bánh hamburger, nó dính cà chua kìa. Ôi, cửa hàng đóng cửa. Đóng cửa luôn rồi, giờ sao? Có nên đi tiếp không? Trời luôn bạn ơi, mình phải làm, mình gọi là anh shipper, gọi là hại dũng cảm. Anh shipper có tâm, phải giao cho người ta mới được. Đúng hùng nha. Lớn rồi, đừng có chơi hù. Rồi, từ Lẹ lên. Nó chạy không nhanh được các bạn ơi. Cái xe đạp của mình á, nó được cái đó bạn biết sao không? Mình đạp á, là cái đèn nó sẽ tự sáng. Sao bảo trời, ông ngắt xỉu con đà điểu rồi. Ê, chú ơi chú. Nhanh lên làm hú hồn chồn ở ngăn thiệt luôn các bạn à. Mày khổ ghê luôn. Ở cái xe đạp đâu rồi? Ý cà chua nè, đỡ hơn hồi nãy rồi. Chạy lẹ đi, xe đạp chắc bị hôi của rồi. Ui, ai vậy? Con ma này đúng là Russian boy các bạn ơi. Nó chạy xe mà nó thả tay luôn, nó nằm trên xe luôn các bạn. Chạy xe gọi là hài quá ghê gớm. Con ma này tuy là nó hơi ghê nhưng mà nó cũng hơi hài đó. Đua xe hay gì mà nằm trên xe luôn các bạn, nó thả tay luôn. Ủa, cái chỗ này lạ quá vậy? Ủa, cái đường này đường hầm các bạn ơi. Nhưng tóc đẹp đẹp chạy đi cái đâu. Vô. Sao? Mình lo quá thôi chứ không có gì đâu. Let's go nè. Gì sáng vậy? Kìa. À, đom đóm các bạn ơi. Ủa, mình nhớ đom đóm màu vàng mà. Không biết là các bạn đã từng gặp con đom đóm chưa, chứ hồi nhỏ mình hay bắt đom đóm đó các bạn ơi. Bỏ vô cái tai nè, nó sáng đẹp lắm. Ủa, nhưng mình đang nói chuyện với các bạn để cho mình đỡ sợ các bạn hiểu không? Chứ mình cũng không muốn nói đâu. Tại vì nếu mà các bạn im lặng á, cái sự im lặng nó còn đáng sợ hơn là cái chú sao bao. Trời, cái xe kia. Thì ra cái xe của ổng là Chạy lẹ. Không nói nhiều. Cái xe của ổng là cái con gì các bạn ơi? Nó có nguyên cái hàm răng đằng trước cái xe kia. Trời ơi, chú sao bao gọi là chú sao bao. No, ổng dí đâu kìa. Chạy. Ê, nó có một cảnh báo ở phía trước đang có thi công. Đang có thi công làm đường các bạn ơi. Ây da, trời ơi, lũi vô người, đừng, rồi xong, xin diễn về cậu. Các bạn thấy đường không? Đường nó bị hư nè, cái này cái cậu bạn ơi, trên cái cầu hay sao á, cái cầu nó bị hư rồi. Và bây giờ mình đang chạy để mình lách ra những cái ổ gà, ổ dôi, cái này ổ dôi chứ ổ gà gì. Trời ơi, cái này là cái ổ gì á. Nhanh. Mà sao ông này ông chạy qua được, tao ông đi xe hơi, mà sao ông lách qua được cái chỗ này. Mình đi xe đạp mình cũng lách được. Chứ ông đi xe hơi sao không lách được. Come on. Làm ơn đi, qua cái cầu này đi, cái cầu này dài vậy. Cái cầu gì mà hư hoài, hư quá trời luôn. Không ai sửa hả ta? Giờ này sao giao hàng cái gì nữa trời. Cái hamburger của mình nó hư luôn. Trời, ảo thật đấy. Đi cái đường nhỏ xíu vậy sao đi. Ảo thật đấy. Ui, sáng rồi. Oh, yeah. Thác ơi. Được rồi các bạn ơi, mừng quá. Thôi chạy lẹ một tí về nhà. Chạy lẹ một tí. Mà không được, bây giờ mình đang lỡ trên đường mình giao cho người ta rồi. Ơ? Lại nữa. Nóng rồi nha. Anh sợ ma nhưng mà giờ anh nóng rồi đó. It's me. Là tôi. Mấy dòng chữ gì nó mắc hết rồi, nó chỉ còn chữ is với chữ me thôi. It's me các bạn ơi. Rồi, vậy bây giờ làm sao đây? Trên lớn luôn nè. Giờ sợ gì nữa, tầm này bây giờ mấy giờ rồi? 4 giờ sáng rồi, sợ gì nữa, gần sáng rồi bạn ơi.
Trời, nói chung là 5 giờ là đã sáng rồi nên là không lo. Quê, quê, quê. Có một cái hình cái gì đó. Cánh cổng hả? Ủa là sao? Hồi nãy là cái gì các bạn ơi? Nói chung là giờ mệt quá, đi đại đi. Mà cái đó đi ship thiệt sự luôn. Mình đi giao cái bánh hamburger. Sao nó chạy chậm vậy? Mình đi giao cái bánh hamburger này mình có được nhiêu tiền đâu. Có khi mình không có lời luôn. Có người đang chạy xe đạp. Mà mình còn phải cực khổ, mình phải chạy qua, vượt qua những cái con này nữa. Ủa cái người nào vậy mặc đồ trắng vậy? Đừng nói là đồng đội với bên kia nha. Trời ơi trời, tha cho em đi, cho em giao hàng xong em về nữa. 4 giờ sáng rồi. Sáng em còn đi làm nữa. Kiểu này chắc sáng mai nghỉ làm luôn quá, còn hình sức đâu mà làm nữa các bạn. Ui, một đường hầm. Ui, có gì trên kia? Một cái bóng đen khổng lồ bạn. Gì vậy? Rồi, từ từ. Cái đường hầm này sao đây? Ui, nhìn sau lưng coi. Một cái đường hầm các bạn ơi. Đường hầm. Ây da, trời ơi, chạy không lo chạy, lo nhìn. Ủi vô tường các bạn. Thông cảm cho mình. Tại vì mình đang lo đi mà. Sao tối thui vậy? Đây. Cái gì đây? Một cái biển báo. Xe đạp, cấm xe đạp hả? Gì cấm xe đạp? Xe đạp đi, cấm gì? Đạp đi là dễ nhất luôn rồi. Chẳng lẽ bắt người ta đi? Ơ! Chạy nhanh vậy? Chắc à, giờ này chắc là mấy người mà đua xe đạp bạn người ta đang tập luyện á. Không có gì đâu. Vậy là có người rồi, gặp người rồi mừng quá. Yeah. Rồi, ủa sao mà nãy giờ mình đi qua cái đường. Gì vậy? Hả? Trời! Cái bà hồi nãy bà khổng lồ luôn rồi, chạy lên đi. Chạy nhanh lên. Bà bò sau lưng kìa các bạn ơi. Tối thui như vậy sao thấy đường đâu mà chạy. Trời ơi, cái gì mà quá trời người vậy. Rồi, mấy người này là mấy người. Ây da, mấy người này là mấy người đua xe đạp hay gì nè, người ta đang tập luyện. Bây giờ mình đang chạy. Ây da, chạy lẹ. Mình đang, ơi. Bây giờ mình phải chạy mà còn phải nhanh hơn mấy người gọi là đua xe đạp này nữa mới được. Ây da, chạy đi. Trời ơi, thì khổ. Chưa thấy cái tình trạng nào như cái tình trạng này. Né ra. Đừng có chạy ép nữa. Bạn nhìn mấy này nè, nó chạy nó ép mình ghê lắm bạn ơi. Ép ghê lắm. Rồi bây giờ từ từ, bên nào đây. Đừng có ép tôi. Bên nào đây, lách qua. Lẹ. Ui, động đất mà không thấy người. Tối thui các bạn ơi. Trời tối đen như mực. Cái chỗ này là có cái gì không? Có gì cản đường không? Ơi đứng lại hết rồi kìa. Chúng là ê có đường. Ê cái đường chuỗi nó có cái gì kìa. Ê bà kìa. Ôi cái tay gì vậy? Trời cái tay gì vậy? Thôi đừng. Đừng về. Sao cái đường này giống đường xuống địa ngục vậy trời? Hả? Chẳng lẽ nào cái người đặt hàng của mình là ở dưới địa ngục hả? Cái đường này các bạn nhìn cái tay kìa thò ra kiểu này giống dưới địa ngục. Chú sao bao? Sao chú đi theo con hoài vậy? Chú sao bao? Trời ơi, khổ quá bạn ơi. Rồi, từ từ. Đường này đi xuống địa ngục rồi. Nhìn là biết rồi, cái đường này các bạn nhìn đi, tự nhiên có mấy cái tay thò ra là đường xuống địa ngục của con nữa. Ê, đừng. Bỏ nha mà làm người nha. Hùng người ta hoài, thấy tôi có mình ăn hiếp tôi quá. Trời ơi, tôi đi giao hàng thôi mà. Có muốn ăn không? Không ăn burger không? Tôi giao cho, chứ đừng có đánh thù tôi. Được chưa? Ê chú Sáu ơi, làm gì chú chặn đường con vậy? Ôi chạy vậy sao chạy? Ảo ma thiệt chứ. Rồi, sao quay về đây rồi? Ủa trời ơi, trời sắp sáng rồi các bạn ơi. Không được, quyết tâm phải giao cho bằng được cái hamburger này mình mới gọi là cam tâm. Rồi. Mình không phải đang ở trên gọi là trần gian nữa, mình xuống địa ngục rồi. Mấy cái hồn ma nó bay kìa. Trời ơi. Chẳng lẽ nào đi shipper thôi mà cũng gọi là hả, đi xuống giao shipper giao tới địa ngục luôn hả trời. Cái này hơi ảo à. Ảo thật đấy. Rồi đi rồi. Cứ bình tĩnh thôi bạn ơi. Nãy giờ nó cũng đâu có làm gì được mình đâu. Đúng không? Nãy giờ do mình sợ quá thôi chứ có làm gì mình đâu. Rồi. Đi. Không có ai đằng sau lưng hết á.
let's go. Trời ơi, dốc cao vậy, đạp mệt chứ bộ. Trời ơi, dốc cao vậy, tôi đạp cũng mệt chứ bộ. Mình vẫn còn quyết tâm với cái bánh hamburger này thật sự luôn á. Ê, lối thoát kìa, lối thoát kìa. Ui, ui, đây, 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 lối thoát nè, lối thoát nè. Ê, ê, té hả? Ui, vậy? Ai bưng mình lên vậy? Ơ, mình đi chối đây rồi. Cái bà hồi nãy định làm gì tôi? Trời ơi, trời ơi, định làm gì tôi? Mình đang... Oh no, gì vậy? Gì vậy? Ê! Mình kìa! Ủa, mình là con gái hả? Nãy giờ mình tưởng anh trai á. Anh gái nha. Rồi, giờ sao? Ơ, ê, mình đổi đồ rồi nè, mình mặc đồ màu xanh rồi nè. Chạy lẹ, chạy lẹ, chạy lẹ. Cố lên, cố lên. Cái này là có hình xoắn ốc các bạn ơi. Đúng rồi, hình xoắn ốc các bạn. Ơ, gì vậy? Bánh hamburger kìa. Mình vẫn còn giữ cái bánh hamburger luôn. Đúng là hả? Ủa, mình lấy xe hả? Ê, ê, chú sao báo, chú sao báo bạn ơi, cái người mặc áo xanh là chú sao báo, mình nhớ rồi. Thì ra nãy giờ các bạn thấy là một người đã ngẫm cụ tẻo rồi, đang đi giao burger và giao xuống địa ngục. Hãy nhìn đi, xảy ra một cái vụ các bạn thấy rồi đó. Rồi, và vừa rồi là mình đã cho các bạn thấy được cái gọi là cái công việc của mình. Một cái công việc mà phải nói là hú hồn trồn luôn các bạn à. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem video này. Và nếu hay đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký kênh, share, một đăng ký kênh cao. Nếu các bạn fan chính muốn hộ mình nha các bạn ơi. Hẹn gặp lại mình sau nha. Bye bye.